Hôm nay thực sự là một đêm tuyệt vời ạ. Tuyệt vời quá khi mà Quyên được cùng với Thành, cùng anh chị nghệ sĩ tham gia một đêm nhạc, tạo nên một kỷ niệm tuyệt vời với nhau ạ. Bởi vì một khi em đã yêu là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muốn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn, chẳng cần bận tâm hay nghĩ gì vì hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây đừng nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng lo bao giờ em muốn xa rời, dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận, chẳng lo bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh. Thấy quay cả áo rồi. Yeah. Ở đằng trước thì sao mà đằng này đây. À cả khán giả xa khi nữa à? Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận, chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh. Oh, anh ơi, lâu quá không gặp anh ạ. Rất là nhiều những người thương yêu đang ở dưới kia. Và thực sự là mọi người biết không ạ, Thành, Trấn Thành đã rất là nhiều năm không qua lại Mỹ rồi. Và hôm nay qua cái đêm live show này, qua cái đêm gặp mặt trở lại sau rất nhiều năm đó, thì Thành ơi, dù Thành có kiếm rất là nhiều nghìn tỷ chắc nữa, nhưng cũng đừng quên sang Mỹ để gặp khán giả, với mọi người yêu Thành rất nhiều phải không ạ? Yeah. Khi mà tour diễn lần này tại Mỹ có hai đêm biểu diễn cùng Thành và toàn bộ anh chị em trong ekip trong chương trình này, có rất nhiều những màu sắc âm nhạc mọi người chắc là chứng kiến từ đầu đến giờ rồi. Nó như là một cái minh chứng, cũng giống như chương trình của ai thì nó sẽ là cái màu sắc và sẽ là câu chuyện của người đó. Thì Thành là một cái người mà không phải đứng ở trước khán giả mà khen, mọi người cũng biết rồi phải không ạ? Thành là một cái người nghệ sĩ rất là đa tài. Trong đêm nhạc của Thành thì trong một cái đêm biểu diễn mà nó rất là nhiều màu sắc nghệ thuật như thế này thì có đương nhiên là phải rất đa dạng rồi. Và Quyên rất hạnh phúc bởi vì là Quyên được là một trong những người nghệ sĩ đứng ở đây, còn đứng ở đây rất nhiều lần rồi, nhưng mà Quyên vẫn muốn nói rằng là luôn luôn như cái cảm giác lần đầu đứng đây, vì khán giả Cali cái tình cảm luôn luôn cực kỳ ấm áp, rất là tuyệt vời. Chúng em đứng trong kia ai cũng cố gắng mong là thật nhanh để được bước ra đây thôi. Yeah. Không biết nói gì, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Và như thường lệ thì bây giờ Quyên sẽ, đây là bài hát rất quen thuộc, nhưng đây lại là lần đầu tiên Quyên hát bài hát này. Một tác phẩm rất là cứa rất sâu vào trái tim của chúng mình, cứa rất sâu vào cảm xúc, bởi nhạc tiền chiến là như vậy. Nhạc tiền chiến là những ca khúc không chỉ bất hủ theo thời gian, mà là những cái nỗi buồn man mác rất sâu, rất nhẹ nhàng, những ám ảnh cảm xúc của con người lắm. Và bây giờ là sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Nỗi đau muộn màng. Lần đầu hát ở đây tặng cho mọi người ạ. Thank you. I love you too. Mương rơi là nước mắt tình đã phai rồi,
mình trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc sao mắt môi em còn cháy bỏng, sao trái tim anh còn chưa nguôi, nhưng xót xa một thời. Mong mày đời như lá vàng úa trên cành, lòng lạnh giọt lệ ấm khóc cho tình say. Còn đây bao tháng năm âm thầm em mang, mong vẫn vương cho đời thanh thản nhưng nỗi đau muộn màng. Em nhớ có mùa thu mưa giăng lối, cơn mưa buồn tóc rối ướt bờ môi. Em đã cho anh nụ hôn đầu, vòng tay vắng bước chân lẻ loi. Người ơi anh có nghe nắng vàng rơi rơi, anh có hay khi mùa thu tới ta mất nhau một giọt lệ ấm khóc cho tình say. Còn đây bao tháng năm âm thầm em mang, mong vẫn vương cho đời thanh thản nhưng nỗi đau buồn màng. Em nhớ có mùa thu mưa giăng lối, cơn mưa buồn vắng bước chân lẻ loi. Người ơi anh có nghe lá vàng rơi rơi, anh có hay khi mùa thu tới ta mất nhau một nơi. Người ơi anh có nghe lá vàng rơi rơi, anh có hay khi mùa thu Và hát xong bài hát này, Quyên không hát bài hát này nhiều lắm, nhưng mà thời gian gần đây Quyên hay hát ở các sân khấu, đặc biệt là các sân khấu phòng trà. Thì hát xong lúc nào cũng có cái cảm giác là có cái gì đó nó vỡ vụn trong trái tim của mình. Nhưng mà đôi khi thì trong thời điểm hiện tại có thể mình không có những cái cảm xúc như thế, không còn những cái tan nát đó nữa. Nhưng mà trong cuộc đời của mình thì ít nhất mình cũng trải qua nhiều lần tan nát, đúng không ạ? Cho nên là chỉ cần nhớ lại
Và thế là cái câu chuyện và ký ức nó là như vậy trong mỗi một tác phẩm mà mình hát. Và bây giờ thì một ca khúc mà Quyên cũng rất là khó khăn để lựa chọn. Bởi vì thực sự nếu mà hát trong cái không gian này, cái không khí này thì chắc hát đến sáng được. Tuy nhiên là dù là một bài nữa, tuy nhiên sẽ là một cái bài mà Quyên sẽ lựa chọn để làm sao truyền tải được hết cái cảm xúc mà muốn thể hiện với mọi người ngay bây giờ. Đó là tác phẩm sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương, Dạ Khúc Cho Tình Nhân. Mời quý vị cùng nghe ạ. Mọi người đừng có sợ là phía xa vỗ tay thì trên này không nghe thấy ạ. Phía xa ơi! Mà lỡ rồi vỗ tay đều đều được không ạ? Dạ khúc cho tình nhân. Ánh sao trời theo gió rục rỡ đời, cùng son bao nhiêu ngày hoa, cùng đêm bao nhiêu mộng tàn. Dù người yêu dấu trong vùng trời đêm, vừa hoa nở tươi một tình nhân đã xa rồi, đời ngăn cách nhau hoài một lần thôi đã không thôi. Yêu nhau trong lo âu biết bao lần tha thiết nhớ mong, lá hoa rừng bỗng xóa đường quay về làm anh sao đêm lẻ loi. Màu tối gương bên đèn soi, ân tình sâu vẫn trong đời thủy chung. Đời mãi 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 cách xa, dòng nước mắt ngóng tiễn đưa, xin cho lần cuối tình ấy đắm đuối thiết tha. Thì màn đêm mơ huyệt sâu, mộng đông xin dài lâu. Một vì sao lạ rơi, nghe hồn tê tan bên dòng hương khói bay. Ai ân ơi đừng phụ lòng ta, nhớ thương sâu xin cười người xa. Khóc nhau trong cuộc đời giấc mơ xưa khăn phù vành số, có yêu nhau ngọt ngào tin nhau, chết bên nhau thật
tình ấy đón đuôi thiết tha, thịnh quá bao nhiêu điều linh, xa xa đắng cay trong đời. Màn đêm mơ huyệt sâu, bỗng đâu xin dài lâu. Một vì sao lạ rơi, nghe hồn đến tới bên dòng hương khói. Ai ai ân ơi đừng phụ lòng ta, nhớ thương sâu xin gửi người xa. Khóc nhau trong cuộc đời, giấc mơ xưa khăn phủ vành gió. Có yêu nhau ngọt ngào tin nhau, chết bên nhau thật là hồn nhiên. Đời mai, mãi mãi có anh xa. Thưa quý vị, Lê Quyên. Quá nhớ nội lực. Nhớ nha. Nhớ nha. Biết là nhiều nghìn tỷ nhưng mà phải sang Mỹ thường xuyên nhá. Sang chứ đúng không? Dạ. Quý vị có lần nào mà nếu như mà có trấn thành với Lê Quyên nữa, quý vị có đến đông đủ như vậy hay không ạ? À? Dạ, đó quý vị hứa nha. Kiểu gì cũng phải qua gặp quý vị thôi. Dạ, kiểu dạ. Gì thôi cứ hứa một năm ít nhất một lần đi ha. Mọi dạ. Người ha. Nhớ nha. Cảm ơn Thành rất nhiều, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quên cũng như là mọi người sẽ tìm một cái góc nào để len lén để ngồi chiêm ngưỡng chương trình cho đến hết luôn. Cảm ơn mọi người thật là nhiều. Và cảm ơn Thành nhiều lắm. Xin một tràng vào tay để lát nữa Thành sẽ đi ra đi vào hát nhiều lắm. Rồi còn nhiều thứ hay ho lắm mọi người ơi. Xin một tràng vào tay nổ do đúng không? Cảm ơn một tràng vào tay đồng ý cho Lê Quyên thưa quý vị. Thank you, cảm ơn mọi người. Thank you. Hát rất hay quý vị nhờ, đúng không? Thật sự luôn á. Quyên là một trong những cái ca sĩ mà Trấn Thành rất là coi thích coi live. Quý vị thấy rõ ràng đúng không? Là Quyên là hát live hay hơn thu đĩa luôn đúng không? Hát y như phát cái đĩa ra vậy đó. Trời đất ơi, bà ra, bà mỏng như cây đàn vậy, bà đẩy cái hơi ra cái hết hồn. Qua trời. Thưa quý vị, bây giờ không khí trẻ trung sẽ trở lại với những bài nhạc sôi động được không ạ? À? Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua quý vị có coi một cái series của con Jessica. Thì bên cạnh đó, ngoài Jennifer ra, có một con chuyên gia bị làm nạn nhân là con Michelle. Thì ngay bây giờ con Michelle sẽ trở lại với nội lực của nó. Một ca sĩ thưa quý vị. Đây là một trong những quán quân đầu tiên của những mùa thi đầu tiên The Voice Việt Nam. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho con em của em, Michelle, ca sĩ Ali Hoàng Dương. Có fan cấp đi xèo luôn hả? Hello. Từ khi ta gặp được nhau, sao trong đôi mắt em vẫn vương những buồn đau, vẫn buồn đau. Tỏ ra anh mạnh mẽ nhưng bên trong con tim nói lên bao sầu lo, bao sầu lo. Nhiều khi thấy nước mắt của em rơi cho một người không đáng. Don't cry baby, don't cry. Để cho anh nếm ít những suy tư đi xa tầm với của em. Tối nay qua nhà anh nhờ, chốt thôi em đừng kiếm cớ. Anh đừng nghi ngờ, đừng để anh mong nhớ. Có sao anh chịu trách nhiệm, muốn vui cứ để anh kiếm. Lướt qua nhanh mọi ưu phiền, muốn vui cứ để anh. Let's go! Kali ơi! Woohoo! Em xuống đây được không ạ? Everybody down!
Hello baby. Call me Ali. Tên anh sáng như kim cương của Lee Eastwick. Thấy em đăng story, nỗi buồn em đến từ đâu em mới nói đi. Thời gian đang cho không phải, mời em thân chân tay. Cuộc vui đang còn xa cơ. Yeah. Hết đêm nay mà mai gờ. Everybody. Cho anh nghe hết những suy tư đi xa tầm với của em. Tối nay qua nhà anh nhờ, cho thôi em đừng kiếm cớ. Cứ tin anh đừng nghĩ ngờ, đừng để anh không nhớ. Có sao anh chịu trách nhiệm, muốn vui cứ để anh kiếm. Lướt qua nhanh mọi ưu phiền, muốn vui cứ để anh. Let's go. Yeah. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Dạ em cảm ơn cô ạ. Lời đầu tiên xin cho phép dân lao động, xuất khẩu lao động Michelle xin gửi lời chào đến tất cả toàn thể, tất cả quý vị đang có mặt ở đây ạ. Dạ xin chào cả nhà. Hello con. Dạ. Bây giờ mọi người muốn em hát nhạc sung hay là một bài để mọi người có thể nghe rõ hơn ạ? Sung hay là... Sung ạ? Thì bây giờ em xin phép được cướp hit của một người chủ của em ngày hôm nay. Đó là anh Jacob. Bên trong anh Jacob là anh Trấn Thành ạ. Dạ. Ca khúc mà ai cũng biết đến anh ấy, thể hiện ca khúc này rất là thành công. Ca khúc được mang tên Cánh Hồng Phai, xin tất cả mọi người cùng thưởng thức. Dạ. Bây giờ em phải lên lại bên này. Yeah. Come on. Phải nhan sắc heo hon theo những ngày dài, cuộc tình đi qua trong anh mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan nhặt lại từng cánh rụng rời, nàng vẫn rót ra cho chính đời mình vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần cho tim càng thêm nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình nàng khóc cho chàng. Vỗ tay thật lớn cho buổi tối hôm nay, không ạ các bạn. Anh như một đóa hồng phai, nhan sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong anh mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan nhặt lại thương cánh rụng rời, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Tình người em yêu đã nói
dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trong mong tình sẽ đến một lần cho tim càng thêm nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình nàng khóc cho mình. Màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo ngày tháng. Sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trong mong tình sẽ đến một lần cho tim càng thêm nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình nàng khóc cho mình. Nàng khóc cho mình, nàng khóc cho mình, nàng khóc cho mình. Cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Và bây giờ sẽ là một ca khúc mà gọi là tâm huyết tập từ sáng ngày hôm nay, rất là nhiều tốn rất là nhiều thời gian cùng với lại một người mà rất là đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, và nhờ có người này thì Ali mới được có mặt tại Bạc Chân Gà buổi tối ngày hôm nay để gặp gỡ tất cả mọi người. Một người anh luôn luôn hỗ trợ và yêu quý Ali, xin mời anh Trấn Thành để cùng thể hiện ca khúc Đã Sai Từ Lúc Đầu và Gặp Lại Khi Ta 60. Dạ. Yeah. Một tràng pháo tay thật to được không ạ? À? Mọi người buồn ngủ ạ. À. Dạ. Yeah. Quý vị ơi, nãy giờ em dường cho thiên hạ hát quá. Tới giờ giờ em biết giờ phút giờ này 11 giờ mấy, quý vị phải mở con mắt lên nha quý vị. Con mi xèo nó quậy nãy giờ, quý vị vui chưa? Ê, sao lả lồ vậy em? Bận đồ lỡ ca bài này đàng hoàng rồi cưng ơi. Ok. Con này nó đi với mi xèo, nó bị con Jessica hại là đúng rồi. Không thể nào tưởng tượng ca sĩ hát mà nó lột cỡ đó. Hôm bữa nó qua Atlanta nó hát nó bị tuột quần một lần, nó không sợ. Nó bị rồi chứ không phải không. Nha quý vị. Rồi, nói chung là hôm nay cũng đúng nghĩa là tâm huyết. Sáng giờ anh em có tập bản này, mashup hai bản. Một bài của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, một bài của nhạc sĩ nhỏ ca sĩ Orin. Một bài tên là cái gì cưng? Gặp Lại Khi Ta 60. Ừ. Dạ. Bài còn lại là Đã Sai Từ Lúc Đầu. Dạ. Hai bài này là em thấy cái hòa thanh nó hay, cho nên là hai anh em ráp lại định hát tặng quý vị một bài liên khúc dành cho những ai đang yêu, đã yêu và có kết cuộc giống Mai và Sâu. Nha, nghe thử coi hai anh em hát được không nghe. Dạ. Cho một tràng pháo tay lớn lớn xíu nữa gọi là khích lệ quý vị ơi. Cảm ơn quý vị. Đã chọn cất sâu vào tâm trí. Lúc anh quay mặt đi, khi tình yêu tan dần, mà chẳng còn chút phân vân. Đã có biết bao người gieo thương nhớ, mà sao anh lỡ thương một người vô tâm. Rồi đau đớn lặng thầm, dầu đi giọt nước mắt đang tắt trên đôi mi u buồn. Vì anh thương em hơn em thương anh, chỉ biết
đành câm nín nuốt bao xót xa. Chuyện tình yêu hai ta rẽ đôi, anh đau buồn lệ tràn khóe môi. Người ơi em hãy nói một lời. Anh thương em hơn em thương anh. Anh rất khờ sâu chẳng biết em vô tình. Nhiều lâu mình phải cố thứ tha, nhưng bây giờ anh mới nhận ra rằng đã sai từ lúc đầu. Em ơi đừng buồn, tình yêu như một dặm đường, đến lúc khi mỏi rồi thì đành nghỉ chân. Con tim bằng vàng mà giông tố đâu nhẹ nhàng, em bé hơn những điều tầm thường anh làm. Có lẽ những ngày sau hôm nay ta sẽ nhớ nhau ra riêng, bởi ta cũng chẳng thể nào gặp nhau mãi đâu. Ta coi game dùng cho nhau lời sau cuối, hãy được bình yên để rồi biết đâu khi hai màu trên mái đầu. Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại, vào năm ta 60 hết cờ dài. Buồn biết mấy đâu đến đâu cũng chỉ là mảnh ký ức trôi. Ai bỏ tình đã bắt đầu, ai chân tình cũng vơi u sầu. Ta từng là những đứa trẻ, đã từng rất yêu nhau. Xèo hát hay không? Ok mà đúng không? Quý vị thấy cái bài đó hai anh em hát được không? Ngon nha. Ở đây có ai gặp lại năm 60 không? Ok thưa quý vị,
Trong tình yêu, đôi khi có những lúc công nhận ai may mắn là mới được gặp được cái người, được không anh? Cảm ơn anh. Dạ cũng trộm vía. Ủa? Dạ chị, dạ chào chị. Bây giờ đó cũng tối rồi. Có một cái người già cao tuổi nãy giờ ngủ nghỉ trển. Giờ chắc cũng thức rồi. Thôi cho ra ha, giờ thả bà ra nha. Thưa quý vị, cuộc đời mà đâu phải ai cũng may mắn đâu đúng không? Có những người chia tay xong hẹn gặp lại năm 60. Mỗi người một gia đình, mỗi người một cuộc sống. Nhưng em cũng may mắn, em gặp được một người phụ nữ. Năm nay chưa tới 60 nhưng nhìn cũng khá hơn 60. Mời quý vị cùng gặp gỡ người phụ nữ của đời em, Harry Won. Xin một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Vợ ơi, dạ, lần đầu tiên Harry Won xin gửi lời chào quý vị khán giả. Xin chào. Quý vị thấy vợ em có gì thay đổi mới không? Đẹp không? Còn đẹp không? Dạ, ai nói em già, có thể là số tuổi của em nó lớn hơn ảnh, nhưng mà với cái tâm hồn thì em nghĩ là ổng già hơn em cả chục tuổi lận. Vợ em có nhiều thay đổi, nhưng mà có một cái không bao giờ thay đổi là cái giọng lớn lớn nó không bao giờ thay đổi. Anh có biết tại sao không? Tại sao? Tại vì em đã suy nghĩ nhiều lắm rồi đó. Tất cả mọi người ai cũng nói tiếng Việt giọng 100% y như người Việt, đúng không? Em, tại sao lại em bị lớn? Em có máu Việt Nam chỉ có 50% thôi. Anh hiểu vấn đề chưa? Tức là em đã cố gắng hết sức cỡ nào cũng là nó hơn 50% là em cũng là đã là tại vì máu em không phải 100%. Ok, hiểu. Hiểu tại chưa? Nửa Hàn nửa Việt, em quý vị hiểu không? Dạ. Bà này là thường bà nói là em phải dùng Google dịch lại hồi em mới hiểu bà. Bà có nhiều cái bà nói lạ lùng lắm nha quý vị. Mà chính vì em nói lạ lùng cho nên á, chồng em phải thông minh, không thông minh là không hiểu em nói gì hết á. Nó thường nó nói tới 4 giờ sáng nó không cho em ngủ. Xong rồi cái mỗi lần cái em nói nó cái gì, cái nó làm nó nói cho anh đừng có nói em nha, em là cái người giúp đỡ anh nhiều lắm đó nha. Hỏi giúp đỡ cái gì? Tử Vi nói em là người phụ nữ có số phụ dương đó. Cái tôi ngồi tôi suy nghĩ, trời mẹ, phụ nữ mà số phụ dương là cái gì? Ta ngồi suy nghĩ 3 phút ta mới ra, dượng phu con điên ơi, dượng phu. Mà nó nói nó có số phụ dương. Dượng phu nghe chưa, nhớ nha. Em nhớ rồi. Lần sau khè người ta phải nói cho đúng nghe chưa. Rồi. Dạ. Ok, bây giờ hai vợ chồng xin được gửi đến quý vị một cái bài hát tình yêu. Hy vọng là nhiều người nói là tôi gọi là lấy vía Trấn Thành với Harry Won, yêu nhau 9 năm, tình yêu tới giờ vẫn còn vui. Thì hy vọng là hát bài tình yêu này dành cho mọi người. Hy vọng mọi người cũng yêu thương nhau như bài hát này nhé. Một bài hát của Đoàn Minh Vũ được mang tên Phía Cuối Con Đường. Mời quý vị cùng nghe. Cái áo của bà tôi chói lắm á, nó nhức đầu lắm á. Quý vị vỗ tay nghe lớn hơn chút xíu xíu nữa được. Love you. Cũng sẽ phai và hãy rộng lòng đón yêu thương đang chờ em tới. Yêu là cùng chung chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc, sát nhau đi trên ngày say. Oh, yêu là cùng chung bước trên con đường, để luôn nhớ rằng bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn.
rằng cũng sẽ phải. Và hãy dòng lòng đó yêu thương đang chờ em đợi. Yêu là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc, sát nhau đi trên ngày sai đầy nhau. Yêu là cùng nhau bước trên con đường, cùng nắm tay nhau thật chặt, để luôn nhớ rằng bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn. Xin cùng đi chung tôi với con đường để chiếc lá khô tàn, chiếc lá xin cho tình yêu luôn trong xanh, trải nhạt phai theo năm tháng. Yêu là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc. Để biết yêu em nhiều hơn, bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn. Bà hay tranh thủ quá. Bà này bà hay tranh thủ lắm. Tới hôm nay mà vẫn còn mê tôi nữa thiệt. Em có giá lắm anh. Thiệt sự luôn đó. Mấy em hỏi thiệt, ở trong đây anh nào tới giờ này mà vợ còn mê em? Giơ tay em coi. Con tự tin anh không? Đúng không? Em thiệt, ai tự tin giơ tay em. Tới giờ phút này vợ còn mê. Ê, còn nhiều lắm anh nha. Mai kết bạn Facebook lập hội liền anh em. Dạ, nói chứ cũng may mắn. Trời thương cho em gặp bà xã là một người rất là tinh tế và dễ thương. Khen vợ, nói chung là tới ngày hôm nay may mắn là ông trời thương cho hai vợ chồng nhiều. Lấy nhau 8 năm đúng không? Dạ. Rồi quen nhau là 9 năm rồi mà vẫn còn yêu thương nhau. Hy vọng là ơn trên cứ thương cho vậy hoài, cho hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc. Và Thành cũng hy vọng là lan truyền cái tình yêu này đến cho mọi người nha quý vị nha. Chúc cho mọi người cũng hạnh phúc được như vậy nha. Ok, bây giờ em nhường sân khấu lại cho vợ em và một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Harry Won. Dạ, nãy giờ tình cảm thì cũng quá trời tình cảm rồi. Thì với Harry thì Harry cảm thấy là mình yêu một người nào đó thì yêu cũng là yêu khủng khiếp lắm. Mà ghét, lúc ghét là ghét khủng khiếp lắm. Siêu ghét, ghét mà muốn tán cái mặt ghét nè. Thì trên vì điều đó cho nên Harry sẽ tặng cho quý vị một bài hát liên quan tới vợ chồng em, Love You, Hate You ạ. Mãi hôm nào anh còn mãi sẽ yêu em nhiều, mà sao giờ bỏ thinh lặng. Buồn yêu, buồn yêu, kết thúc rồi anh chẳng nói một lời, mà sao lòng cứ xôi bời. Trời ơi, trời ơi, tha người đừng bước đến đây, ta chẳng biết về nhau rồi. Vội vã đôi thay nên mình em u sầu, tại vì em ngốc nghếch nên chẳng nghi ngờ anh, nên giờ em xa hết anh cho không khí trong lành. Hãy
cũng rất là nhiều người dễ thương, vỗ tay cho em. Và tiếp theo sẽ là một bài hát, em nghĩ là bài hát này là làm cho em có tên tuổi là cô này cũng là ca sĩ đấy. Đó, là bài hát có mang tên là Dạ Anh Cứ Đi Đi ạ. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấy đâu. Từng lời buồn chưa hết câu, nước mắt đã dọc khóe sâu. Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười vì yêu nên em xin. Có gì thì lát rảnh hay là mình diễn xong rồi thì mong là Harry cũng sẽ ra ngoài chụp hình. Chứ hôm nay Harry vui quá, Harry không thể đi về sớm ngủ được. Dạ. Và tiếp theo sẽ là sân khấu của Jessica Jennifer và ông chủ của em. Dạ, thật ra thì mấy ngày nay là dạ mọi người cứ tưởng là Harry với Lê Dân Bảo Lâm ở ngoài đời có cắn nhau không, thì thật ra thì hai người hiền ngoan vậy á đó, chứ không có quắn nhau vậy đâu. Nhưng mà mình lên tiệc phẩm cho cái gì khán giả vui thì mình cắn cho nó vui thôi, chứ không có ghét thiệt nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ xin mời
Jessica, Jennifer và anh Trấn Thành ạ. Xin mời ạ. Hello ladies and gentlemen. Hello. Hello ladies and gentlemen. We would like to introduce to you, my name is Jacob. I am from Jacob Corporation. Thưa quý vị, như quý vị biết là trong thời gian gần đây thì kinh tế Mỹ đang xuống, mọi người cũng đang rất là khó khăn trong công việc làm ăn. Cho nên là khi những người Việt Nam mới vừa qua đây định cư thì họ cũng rất là hoang mang, không biết nên chọn công việc gì cho phù hợp với bản thân. Thì chính vì vậy nên Jacob thấu hiểu được trái tim của quý vị. Jacob đã tổ chức ra công ty Jacob Corporation, chuyên tư vấn cho những người Việt lần đầu tiên đến với đất Mỹ, định cư ở đây mà đang tìm kiếm việc làm phù hợp. Và ngày hôm nay chúng tôi đã vô tình rất là may mắn kiếm được hai ứng cử viên đầu tiên đến với công ty chúng tôi. Xin mời quý vị gặp gỡ hai nhân vật đặc biệt này. Trong đó toilet mà đi đâu vậy? Vô đây. Nhà rồi, ra đây. Ra em. Em ơi! Em. Ê, tắt. Mày điên hả? Tụi mày đi luôn vậy? Dạ. Vô đây. Dạ. Mày đi đâu dữ vậy hả em? Dạ, đi vô gặp anh á. Trời ơi, tụi em đi vô xin việc, tụi em coi công việc làm, tụi em... coi trước coi sau, hiểu không? Dạ. Trời, sao ăn bận như con gấu vậy em? Hả? Đi đâu mà ăn bận lông lá dữ vậy? Thiệt tình quá trời. Dạ, em đi sit. Ok. Dạ. You sit down. Alo, you sit down. Dạ. Ok. Dạ. Trời đất ơi, bữa nay mới được gặp hai em ở ngoài đời. Gọi điện thoại với nhau rồi tư vấn bữa nay lo kiếm việc làm cho tụi em. Dạ. 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 Em ơi. Không phải mắc bố mà ngồi cười hoài nha. Dạ. Tao kêu nãy giờ là tao kêu tự giới thiệu đó chứ không phải ngồi cười hoài như mắc bố nha. Tưởng cười vào luôn. Chị trước đi. Từ giới thiệu một chút. Để cho anh biết được tụi em như thế nào, hiểu không? Để anh giới thiệu công việc làm cho ổn định. Rồi, mời. Dạ. Dạ thưa anh. Dạ quê em ở Vĩnh Long. À. Dạ Vĩnh Long là nguyên quán của em. À, nguyên quán là quê đó đúng không? Dạ. Thì phải nói quê đại cho rồi đi, bày đặt nguyên quán nó mệt ghê vậy đó. Rồi tiếp đi. Dạ, năm nay em 53 tuổi. Ừ. Còn em? Dạ hôm nay em 35 tuổi. Mình nói bình thường thôi em. Em cứ nói năm nay được rồi. Hôm nay 35 tuổi, không lẽ hôm qua em 34 tuổi. Đúng không? Em cứ bình thường là em đừng có làm lố nghe chưa cưng nha. Chưa lố này giờ. Chưa lố. Chưa bung gì cả, mới nhẹ nhàng thôi. Anh thấy em nhẹ chưa, nhàng. Chưa. Thôi em đừng có nói. Chưa, đang ghìm đó, tôi chuẩn bị bung thôi. Rồi. tiếp đi. Dạ. Dạ thưa anh, em qua Mỹ được 1 tháng rồi. Ừ, còn em? Dạ 4 tuần. Anh nói gì? Lanh quá. Lanh quá khán giả mà lanh hơn nó nữa. Quá trời vậy đó, thiệt sự vậy đó. Em mới 4 tuần là cũng 1 tháng đó. Em nói cái gì nó bớt lộ liễu lại. Em bình thường lại chút nha cưng nha. Đáng lẽ 1 tháng ảnh nhắc 4 tuần, nói 4 tuần luôn. Bớt nhắc thoại lại. Thuộc thòi mà. Rồi em là em qua đây theo diện gì? Dạ em đi đoàn tụ ông bà. Em đoàn tụ là người ta nói đoàn tụ gia đình chứ không ai nói đoàn tụ ông bà. Tại anh không hiểu á chứ.
ông bà em qua đây, rồi cha mẹ em cũng qua đây, rồi anh em dòng họ em qua đây hết rồi. Cho nên giờ em qua, cho nên là em đi đoàn tụ ông bà. Cái đó người ta vẫn kêu là đoàn tụ gia đình, em hiểu không? Đoàn tụ ông bà là khi nào để cái hình em lên trên chùa, người ta lại em cái đoạn đó mới là đoàn tụ ông bà, hiểu chưa? Nói cho chuẩn, hiểu chưa? Em ghê quá. Em bị ghê á. Em bị ghê quá. Em cười ghê quá. Dạ, em. Dạ. Còn em qua đây, em là qua đây theo diện gì? Dạ, diện thẩm mỹ. Dạ, Việt Nam sợ em hư cái mỹ, nó thấy thương quá, nó kêu qua đây nó sửa lại. Cái đó là mày ném gì qua diện nhân đạo chứ diện thẩm mỹ gì? Dạ không, qua đây là em gọi là sửa lại, nhưng mà nó sửa làm sao mà cái nết hư quá, bị cọc, bị quạo, bị uất hận. Cho nên em qua hả? Anh hỏi cái gì thì em nói đi chứ em đừng có nói dài dòng. Mình đã đi thi mình ấy chứ em nói dài dòng lát anh ghét anh không cho mình đi ấy xin việc làm đó, hiểu không? Hiểu chưa? Em là em qua đây là coi như hợp tác lao động đúng không? Dạ. Thì nói cho đúng chứ nói cái điên khùng cái gì đó thiệt á. Em hợp tác lao động đúng không? Đúng rồi, hợp tác lao động mà chỗ thẩm mỹ nó làm không có tâm. Ừ. Nó đối xử với em tàn nhẫn. Cho nên em biết anh là Jacob. Anh là Jacob Corporation. Ok. Đúng rồi, thì em nghe đồn là anh chay cức nè. Ê, 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 ê có đồ, em đồ. Ơi à, em á bậy bạ quá. Anh muốn chết với em luôn vậy. Em á thiệt tình à, em nói chay ơi, ê, ê. Rồi, nãy giờ là giờ làm quen nè, em là em tên gì? Em hả? Ừ. Em tên Jennifer. Dạ. Thiệt vậy luôn hả? Dạ. Là thiệt, tên thiệt vậy luôn hả? Dạ, tên tại em qua Mỹ cho nên là em phải lấy tên Mỹ. Dạ. Cái tên ở Việt Nam em là tên gì? Thôi tên ở Việt Nam em xấu lắm. Tên gì nói anh nghe coi. Thôi thôi xấu lắm. Không sao đâu, nói anh nghe coi nó xấu cỡ nào. Thôi xấu xấu lắm. Tên gì nói đi. Nguyễn Thị Thúi. Ba mẹ em bộ ghét em lắm hay sao đẻ con ra mà đặt tên Thúi kỳ vậy em? Không có, ba mẹ em là toàn tâm toàn nguyện để đặt tên cho em rất là đẹp luôn. Nhưng mà khi mà ra phường để mà làm giấy khai sinh đó, làm như là ăn học ít quá đó anh. Ừ. Cho nên là chữ Y dài mà thành chữ Y ngắn thành Thúi anh ơi. Là chứ lúc đầu là tên định tên Thúi đó đúng không? Dạ tên Thúi đó, nhưng mà đổi qua thành Thúi luôn. Trời đất ơi, tên đẹp mà sao có chữ Y ngắn ra cuộc đời khác vậy trời. Thôi vậy giữ Jennifer anh thấy đẹp hơn. Dạ, dạ phờ Jennifer nha. Gọi dạ. Em là phờ nha. Dạ. Còn em. Bộ mày là tổng thống sao Mỹ biết tên mày quá vậy? Hả? Lại cho em lại. Em là Thank you. Thank you em có xì em ơi. Mày ngửa thank you mà mày xì. Con điên. Nó không nói được rồi bớt nói lỡ. Yeah. Em là cái gì? Jessica thiệt hả? Cái đó tên con gái mà ai đặt cho em vậy? Ủa? Là con gái hả? Tên nó tên con gái mà hỏi dưới coi. Là phải không à? Trời ơi, vậy mà Việt Nam với tụi nó là cái tên này là mạnh mẽ, cái tên này là gan dạ. Đúng cái tên rồi. Này là dũng mãnh. Cái tên này là gan dạ lắm đó em. Gan lắm. Mày gan lắm mày mới lấy tên này đó. Mày gan lắm luôn á. Em dạ. Tên này tên con gái, có đổi không? Dạ không. Sao vậy? Em thích và em đam mê, em thấy là cả nước đang hướng về cái tên em. Phải không? Đúng. Cho nên em quyết định đời đời kiếp kiếp này em vẫn giữ là Jessica. Cái tên ở Việt Nam em là tên gì vậy? Cái gì? Em anh nghĩ em giống như tội phạm sao cái tên em tranh cãi quá ở dưới người ta biểu tình quá kìa em. Dạ anh nói là Hiếu thứ hai, thật sự ảnh là nhiều tên quá. Mày hồi xưa bộ mày làm ăn trộm ăn cướp gì sao mày đổi tên dữ vậy? Dạ Hiếu thứ hai là chồng cũ em cho nên đừng nhắc tới ảnh nữa, quên ảnh rồi. Em cái tên thiệt của em ở dưới quê là tên gì anh muốn biết nè. Dạ là cái tên này. Thì bây giờ mấy bà để nó nói thử coi tên gì. Sao bà tài lanh quá. Thì để nó nói thử coi tên gì cưng. Dạ cái tên này giống như một người mà thật sự là em không thích người này. Tại vì em thấy là tài năng, nhan sắc, tất cả mọi thứ em hơn người này. Tất cả nội tại, tất cả nội lực của em là hơn con người này. Mà tất cả mọi người ở bến đều so sánh với em cảm thấy khập khểnh. Có nghĩa là cái tên của em là bị đặt trùng tên với cái người đó đúng không? Đúng. Cho nên là em bị so sánh. Anh hiểu cái cảm giác này. Nhiều khi mình hơn người ta mà người ta nói mình giống người đó là mình bực lắm. Đúng.
Ai vậy? Ai ba mẹ em đặt tên trùng tên với ai mà em cảm thấy khó chịu vậy cưng? Sơn Tùng. Nói tối ngày, nói Sơn Tùng giận, không giống. Mày gan lắm á, mày được với Sơn Tùng, mày cảm ơn trời Phật đi á. Cái mặt mày mà Sơn Tùng, mày là Sơn Tường, Sơn Mài á, chứ đó mà Sơn Tùng. Đâu ra em, trời ơi cái tên vậy đẹp, còn muốn gì nữa đó mà xài xế người ta. Không, nhưng mà em muốn qua đây chứng minh là em không phải là ca sĩ. Em là một người gọi là có trí tuệ và có tài năng thật sự. Muốn đi làm việc bằng đôi tay của mình, không dựa vào cái tên người khác đúng không? Đúng rồi, em muốn chứng minh là mình là có lối đi riêng. Ok, dạ. Vậy là... Đó chính là tụi em đã tìm đúng người rồi. Bên công ty Jacob của cái Precision của anh là chuyên giới thiệu cho những cái người mà có những người em biết không? Mimi Morris á, lấy chồng tỷ phú là vô anh giới thiệu đó em. Trời ơi anh là anh quen hết ở đây dạ. Đó. Anh ơi em còn độc thân nha. Em độc thân hả? Dạ. Em độc thân còn em? Em độc mồm độc miệng. Cái gì vậy? Không có. Độc cô cầu bại. Cái gì? Không, cái gì? Không. Độc thân độc mã. Độc thân độc mã là cái gì? Là một thân một ngựa đó, là từ bên đó qua đây là một thân một ngựa. À, một người một ngựa hả? Dạ đúng rồi. Rồi em ngựa đây rồi con ngựa đâu? Dạ ngựa nè. Ê! Sao em nói chị ngựa? Con chó? Ê! Thôi! Chị! Sao dữ vậy? Nó nặng... nói em con ngựa kìa. Nặng chị ơi! Mày chửi tao, tao chửi mày chứ! Chị thân! Tao nhịn mày à! Chị thân lắm! Mà có thân không? Có thân không? Tao lắm thân thương thương! Trời đất ơi, thương lắm, dạ, đuổi quá. Chị em ruột. Rồi, bây giờ cho anh nói nè. Bây giờ anh sẽ làm theo nguyện vọng từng người. Anh sẽ đưa vô cái công ty thích hợp. Dạ. Em là, em có nguyện vọng làm gì? Dạ, dưới quê em làm nông cho nên là nguyện vọng của em làm neo. Liên quan ghê vậy đó. Dạ, chữ N thôi. Tại vì em thích làm đẹp đó anh. Dạ, em thích làm đẹp cho người ta cho nên là em qua đây em muốn làm nail. Vậy là hợp rồi. Anh có quen một cái chủ tiệm nail. Anh sẽ đưa em vào một cái chủ tiệm nail. À, vào một cái tiệm nail. Dạ. Lớn nhất Cali. Wow. Oh my god. Cái tiệm nail bên anh quen đó là hiện nay là khoảng 6.000 ghế. Wow. Cái con nó dũa nail đó em. Nó dũa không mà cái móng tay nó mất luôn vân tay, không làm chứng minh nhân dân được đó em. Wow. Anh ơi, tiệm nail có lộn cái công viên mà tới 6.000 cái ghế lần. Anh có lộn hay không anh? Ông lớn lắm, cái quy mô lắm. Em vô tiệm nail đó nghe, em ăn ở trong được luôn. Em tin không? Nội cái cách mà nó móc khóe, nó khửi, nó bươi móng á. À. Dạ. Nó móc cái móng khóe ra mà cái cục thịt dư đó mà nó một ngày nó chảy 7 xe container. Trời ơi. Thịt móng thúi không đó em. Ủa, rồi trở về nhà để ăn hay chi vậy? À. Không em, nó đi thủ tiêu, nó quỷ đó. Mà đông vậy đó. Dạ. Là cái công ty này nó lớn lắm. Dạ. Dạ. Bây giờ anh muốn coi cái tay nghề em sao? Em đã học qua sơ về cái gọi là... Em có học anh ơi. Em có học đúng không? Dạ em có học, em biết cắt da đồ, em biết hết á. Em biết, biết tiếp khách đồ không? Nói tiếng Anh đồ biết không? Biết tiếng Anh đồ, em làm nail đồ giỏi lắm. Em thử giả bộ em tiếp một người khách cho anh coi cái kỹ năng em như thế nào. Dạ em mới gặp khách nè. Ok, rồi tiếp thử coi. Hello, how are you tonight? Không, mới buổi sáng mà, sao tôi nghe được? Good morning. Morning. Thắt cả xích. Cái gì? Mời ngồi đó. Thắt cả xích. À, take a seat. Bà nội mày á, thắt cả xích. Take a seat nha. Dạ. Nói lại, ừ rồi, tiếp tục. Rồi sao nữa? Dạ, you want medicine and barbecue? Má nghe đâu thèm mùi thịt nướng vậy ta? Em. Dạ. Barbecue hình như là thịt nướng mà. Làm móng ở đâu ra barbecue đây? I am sorry. Nói lại. Medicure and pedicure. Ok. You want a pot of paraffin? Cái gì? Đắp cho nó mềm da. Trời, paraffin má paraffin. Muốn chết luôn á. Hay bắt bẻ quá. Không hiểu. Dạ. Yeah. You want shorter? Cái gì? You want shorter? Cắt móng ngắn không? Muốn chết luôn thiệt á. Thôi bây giờ vậy đi, thôi giờ em trai em thử làm một người khách đi chứ anh nói chuyện bà này anh mệt quá. Dạ nãy giờ là em cũng quạo là cũng chửi lộn, nhưng mà tại vì nhiều khi người ta không biết, ta tưởng là người dân nước lạ. Ừ. Nhưng mà thật sự là chúng em là chị em với nhau. Chị em ha. Thân lắm thân. Em thử làm một người khách vô để cho cái cô này cũng tiếp em thử coi làm sao. Dạ. Cưng làm khách cho chị nha. Ừ. Bữa nay chị đi xin việc á, cưng giúp chị, cưng làm khách cho chị. Rồi, nha em để đi ra em làm khách coi đi. Đi. Đấy nha. Để coi cô tiếp em sao. Em đi ra đi, em okay. Đi ra em làm khách nha. Làm khách. Ừ đi ra đi rồi khách vô. Dạ. Trời mẹ ơi, Ủa cái quần em đâu rồi? Dạ. Hôm nay em mặc quần dài mà. Em biết là sẽ có khách cho nên em muốn
mặc như thế này để dễ kiếm khách hơn. Rồi em ơi, khách lập làm khách đi, thôi ra làm khách đi. Ừ. Anh ơi, bây giờ em nhờ bạn. Em nhờ bạn em nó làm khách để em tiếp khách rồi anh coi cái tay nghề của em là anh nhận nha. Ok. Dạ. Em vô đi em. Ê con điên. Sao mày không vô? Vô đâu chị? Vô làm khách nè. Khách gì chị? Em đang làm mà. Mày làm gì ở ngoài? Mày làm gái hả? Em ơi, vô làm khách để cho chị tiếp em đó. Ủa chị ơi, em không hiểu chị luôn đó. Không hiểu làm sao? Nãy giờ chị nói với em sao? Em vô đem làm khách để cho chị làm đúng không anh? Ừ. Trời ơi, em tưởng là cái tiệm là chị vắng khách. Chị kêu em ra ngoài đường làm khách để cho người ta thấy là đông, là người ta mới vô, là tưởng đứng ở ngoài làm khách là giả dạng. Em tưởng cái ông là gọi là bảo vệ đó. Em nói chuyện với ông nãy giờ đó. Hiểu em ơi, em banh cái não ra giùm chị đi em. Em phải thông minh giùm chị. Chị nói là chị nhờ em vô làm khách để cho chị làm móng cho anh này anh coi để anh nhận tay nghề của chị. Đúng chứ rồi. Đâu phải em đứng ra đó em quắc vậy nè em làm gái ngoài. Hiểu không? Đi đi em đi ra ngoài em ơi, làm khách đi. Cái này là chị đúng rồi em. Làm em động não giùm đi. Em vô em làm khách cho người ta làm. Chứ không phải em ra đó em làm khách. Em hiểu không? À, hiểu không? Tao không nói sớm. No money. No money but fee. Rồi, bà ly rồi bà ly mày ăn giọng tao đi thiệt tình đó anh thấy không bạn bè 50 đô đó mày ra làm khách đi giúp đi giúp chị đi em ơi giúp chị để chị công ăn việc làm nha anh thấy không bạn bè thân thiết vậy đó khi mà nhờ giả tới nó là không bao giờ nó làm đúng như ý muốn trời đất ơi nó như cô gái Hà Lan vậy thiệt á. Con này mà đưa nó bình sữa bò nữa là ngon luôn nè. Ủa sao mày không vô? Không có vô được. Sao vậy? Không nghe gì cả. Trời nãy giờ em nói quá trời mà không nghe thấy chứ. La quá tập hàng sớm tao hú quá. Bây giờ em vô đi đặng chị làm nè. Giờ vô đúng không? Đúng rồi em vô đi. Ừ. Đó em vô cho chị làm hiểu chưa? Ok. Rồi em nhớ rồi. Rồi. Rồi bây giờ ok em vô chị làm. Rồi. Ok tuyệt vời. Rất là khó khăn luôn cái thằng đó. Em bị nhức đầu như nó luôn á thiệt. Em nhức đầu, trời ơi em cũng nhức đầu lắm anh ơi. Trời ơi, không có làm gì được. Sao mày không đi ra, mày đứng đây làm gì? Má ơi, con mới đi vô, mới đi ra, mới đi vô đó. Má lo má nói chuyện bên này, má không tập trung bên này. Người ta đi ra thì vô hỏi cả nước coi. Ủa, nó em có ra không? Em ơi em, người ta đứng bên này người ta nói chuyện. Mày phải để người ta nói xong rồi mày hẳn vô. Ai biết đường đâu mà người tiếp ta mày. Chưa có nói dứt mà em cứ vô như vậy làm sao người ta làm vậy bây giờ làm sao nè em đi ra ngoài em đi vô lại giùm chị đi em nhức đầu cái thằng này trời ơi em khổ lắm anh ơi vậy. Vậy bây giờ hiệu lệnh là xong là em vô đúng không khi nào rồi. Là bà ngưng nói đi em khi nào tao ngưng nói đã thì quá trời đó quá trời quá đất thấy chưa anh thấy chưa chỉ có một chuyện nhỏ như vậy thôi mà không làm được cho em tức muốn chết luôn vậy đó thiệt đó thì, hỏi gì sao mày không vô. Em không vô được chị ơi. Sao vậy? Em không nghe chị nói cái gì mà em vô luôn đó. Trời ơi, nãy giờ tôi nói vậy mà nó không nghe kìa trời. Bây giờ đó, mày nhắm mắt nhắm mũi mày vô đi. Mày lao vô như tảng đá đi. Rồi bây giờ vô đúng không? Ừ. Vô đi okay. Nè, bây giờ tôi tiếp khách nha. Ok. Nãy giờ chưa tiếp được luôn đó. Ok. Ừ, rồi. À dạ. Khách nước nào vậy chị? Không, ý là em hỏi là khách nước nào để em dễ làm. Nước nào cũng được hết trơn á. Trời nước mà phải quy định nước. Sao mình đang ở Mỹ nè, khách Mỹ đi. Khách Mỹ dạ. Ok, khách ồ, Mỹ. Quá quá trời, quá đất luôn. Mỹ, em tiếp Mỹ. Nhanh nha. Tiếp nè, tiếp nè. Khách nhiêu tuổi vậy chị? Má tao điên với thằng này luôn á. Không, ý làm hỏi là nhiêu tuổi để em về em làm á. Tuổi tác đâu có thành vấn đề đâu. Khách người ta vô làm neo mà. Bây giờ quy định giờ em 35 tuổi vậy em lấy khách 35 tuổi. 35 tuổi, người Mỹ là khách 35 tuổi. Okay, okay. Quá trời, quá đất luôn. Không làm ăn gì được hết trơn á. Dạ. Khách nam hay nữ chị? Mẹ mày muốn nữ hay nam gì kệ mày đi. Trời em đó. Là em chướng á, em bị chướng á mày không? Sao em đàn ông mà em hỏi khách nam hay khách nữ vậy? Không anh, đừng nói vậy anh. Tội nghiệp em anh. Là em hỏi nam là có lý do bởi vì neo mà vô nam là người ta rất là ít. Và ta cắt móng ta làm sạch là xong. Chỉ có nữ thôi. Người ta vô ta vũa móng, ta gắn bột rồi người ta sơn rồi ta gắn bling. Thấy không? Là nhiều thứ để chị thể hiện. Mà chị cũng la chị đầy tôi. À, ta muốn làm cho nhiều thứ đó. Là thể hiện ông chủ mà. À, rồi, thôi, rồi, coi như đúng, chị sai đúng. Đi. Ok. À, coi như em sai đi rồi. Xin lỗi em. Rồi, xin lỗi, sorry. Má nãy giờ vẫn chưa tiếp được người khách đó. Rồi. Rồi bây giờ nói lời nè, là khách Mỹ 35 tuổi, là giới tính nữ, là cái này là bị ép làm nữ, không thích làm nữ, thật sự thề.
Rồi, amen, rồi. Men, amen. Ok. Amen. Rồi, rồi. Okay. Ráng rồi, đi nha, đi. Ráng nha. Ok. Rồi, bắt đầu. Vô. Khách khó tính hay dễ tính, em quên. Thôi anh ơi, em không có làm nữa anh ơi. Không, em quên. Em mệt lắm rồi anh. Không, anh cũng mệt rồi. Em quên. Mày điên vừa thôi. Một người khách tâm lý bình thường đi, tại sao mày phải ngựa bà, mày hỏi nhiều quá vậy? Mày đóng vai quần chúng mà mày đủ tâm lý hết trơn á. Là bình thường. Bình thường. Em phải hỏi để rõ mà làm. Chị... Thôi không làm nữa, không chị... làm nữa. Không, 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 em làm, lần này em vô em làm. Chị tin em, bình thường, khách bình thường. Ok chị, giãn mặt ra nào, không căng nữa. Chị vui vẻ lên. Lần ráng cuối lên nha. Ráng, okay. Lên. Ráng lên nha. Ráng lên okay. Em, ráng tiếp cho anh coi cái tay nghề của em coi. Dạ. Ráng lên. Ok, vô đi. Tính toán. Trời ơi, má ơi, còn tính toán nữa. Chị kêu vô đi. Thì cửa, lúc nào cũng mở neo mà. Mấy thằng đóng quần chúng hay có nhiều tâm lý ghê vậy thiệt á. Hello. Hello. What's your name? My name is Jennifer. Where are you from? Vietnam, Vietnamese. Happy birthday. To you. Ok. Ê, ê, khoan, khoan mà mày ơi. Mày làm cách sao mày hỏi tao dữ vậy? Chị ơi, tâm lý bình thường chị ơi. Ôi anh ơi, tôi không làm nữa anh ơi. Tôi không làm nữa, tôi mệt lắm rồi. Ê, con điên. Mày làm khách là người ta hỏi mày. Tao đang cần coi tay nghề tiếp khách của người ta. Mày vô mày hỏi hết trơn rồi ai nói cái gì? Tâm lý bình thường lại phải vô giao lưu tiếng Anh là em là trên vậy đó. Thôi anh ơi em nghỉ đi. Em nghỉ đi em vô. Ê tụi bay là thân dữ chưa? Thân. Thân quá thương quá. Ui danh vũ đó tụi bay. Thôi được rồi. Anh mệt rồi. Dạ. Tới đây là đủ, anh cũng hiểu là em lanh mồm lại miệng như vậy là đủ rồi. Dạ. Rồi thôi em ngồi, nghỉ mệt đi. Dạ. Mày quá trời mày rồi. Mày không có hỗ trợ chị gì hết trơn trọi. Còn em, riêng em thì cái nguyện vọng của em là gì? À, nguyện vọng của em? Ừ. Em làm gì? Nguyện vọng của em là... Em vô tri hả? Sao vậy cưng? Em có nguyện muốn làm cái nghề gì không? Em... Muốn làm nghề gì? À em nhớ rồi. Ban đầu là em qua em làm nail. Ừ. Là em lấy Asetica. Ừ. Em đi lang thang qua các tiểu bang. Ừ. Xong cái móc khóe người này móc khóe người kia. Ừ. Xong nó xì mũ chảy máu. Cái người ta mới quýnh em, ta kêu bullet bắt em. Cho nên em thấy là em không hợp cái nghề nữa, tổ nail không chọn em. Ừ. Cho nên em quyết định tìm anh chay cúp. Cóp em. Cóp. Mày chay cái gì một hồi nó thúi rình ở đây đi. Ok, em tìm anh chay cóp. Cóp. Đúng. Rồi. Mà em với chị này một lần nữa tao hỏi thiệt là có thân hay không? Dạ thân, rất thân chị em rất em thân. Em là cái gì của chị? Dạ em là kể chuyện. Kể chuyện. Đúng. Nói rõ ra cho anh biết em quan hệ gì với chị. Dạ. Má em là Nguyễn Thị Bông, có một đời chồng sinh con đầu lòng đặt tên là Trứng. Ừ. Sau này bà hứng đẻ đứa thứ hai cái mặt con trai tâm hồn con gái. Ừ. Rồi đi sang Thái đổi tên là Sen quay về đánh ghen giùm cho bà má. Ừ. Bởi vì chồng bà má có vợ thứ hai mà ông này tên Mai có nhỏ con tên Thí. Rồi cái hai người này tâm đầu hợp ý kết nghĩa chị em sinh ra em là em của nhỏ này. Cái đoạn qua Thái Lan là tao bị lạc rồi. Ừ. Tao nhớ có cái đoạn gì mẹ qua Thái Lan là tao bị lạc rồi. Mày nói lần nữa tao chưa hiểu cái chậm, đoạn đó. Chậm. Chậm lại thôi em. Em nói chậm lại. Là má em là Nguyễn Thị Bông. Có một đời chồng sinh con đầu lòng đặt tên là Trứng. Rồi tao nhớ tao con nhỏ Trứng rồi. Tao nhớ rồi. Rồi sau này bà hứng đẻ đứa thứ hai. Ừ. Cái mặt con trai tâm hồn gái. Hiểu. Rồi bay sang Thái đưa tên là Sen. Ừ. Quay về đánh ghen giùm cho bà má. Ừ. Bởi vì chồng bà má có vợ thứ hai. Ông này tên Mai có nhỏ vợ tên Thúy. Hai đứa tấu hề không hợp ý nên bị tạm giam. Rồi em bán bánh cam em nuôi chị Thí. Hai đứa tâm đầu hợp ý kết nghĩa chị em sinh ra em là em của con nhỏ này. Anh hiểu không anh? Thôi thay kệ nó đi mày làm mẹ gì kệ mày đi. Tao ta cũng không thể nào tao ngồi tao suy ra một hồi tao cũng nhức đầu quá. Nó kể đi là cái nói chung là thân thôi là hiểu. Thân em thân. Thân lắm thương lắm. Rồi bây giờ nếu mà chị mày làm neo thì em định làm cái gì? Dạ em làm được đủ thứ, em xiết khỉ, nuốt bóng đèn, nuốt dao, lửa lam, múa lửa. Mày mém gì mày quỷ rồi mày thùng rác rồi cái gì mày cũng nuốt hết trơn vậy? Dạ không, em làm được cái gì em cũng làm được. Bây giờ nếu mà em làm giỏi anh sẽ giới thiệu qua Michael để làm show. Wow. Em biết show trên bờ chân gà 4.700 vé bán hết đêm nay không? Wow. Tuyệt là vời. Michael làm, anh giới thiệu em qua đó được chưa? Dạ. Dạ. Ok, em làm được cái gì? Bây giờ em làm được ảo thuật không? Được. Được không? Mà em làm ghê lắm là ở đây là bị có yếu tim hay không? Trẻ em 18 tuổi mời ra. Ở đây quý vị có ai yếu tim 18 tuổi gì không mà để nó mời ra cho em. Được phải không ạ? Giật tóc móc mắt được không ạ? Ok, em làm thử cho anh coi nếu em thành công, ok anh chuyển qua Michael liền.
Tuyệt vời anh ơi. Chuẩn bị. Dạ. Mày đi đâu vậy? Dạ em lấy trớn em ra. Để mày... cho. Trời ơi, có ảo thuật mà còn lấy trớn nữa. Thấy trớn như có xe tải thằng điên ơi. Anh kêu bắt đầu giùm em cái. Rồi bắt đầu. Rồi. 2, 3. Anh không có nhạc em bị trì. Tự nhạc đâu hết trơn. Ê, bây giờ tao sẽ là Kim làm ban nhạc nha. Dạ. Mẹ tao không ăn, tao chưa ăn một cách mà học của mày đó. Chuẩn bị. Tiết mục ảo thuật đêm nay, mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu với phần trình diễn của ảo thuật gia Jessica. Hey! 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 Ê, mẹ tao mệt nha. Tao chưa ăn tì, tao chưa ăn sáng. Mẹ tao mới hết Covid cho mẹ phổi tao còn viêm nè. Sao tao làm cái mày làm mày múa hoài, mẹ không làm ảo thuật đi. Dạ không, em làm đây, tại khán giả hú quá tưởng thấy. Mày điên hả? Tao bệnh nha, tao dạ. Bệnh. 2, 3. Hey! 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 Làm mày làm chưa? Cái vừa rồi cháu tao nhà nó làm được mày tin không? Mày khùng hả? Tự nhiên cái cái bạc cái ra hai ngón tay này. Này mày đưa bà Liên bà làm được ở đâu á? Mày làm sao vậy? Mày làm sao vậy? Khai gì? Cái đó là điên nghe chưa? Lấy tiền người ta làm kỹ lắm em. Là làm kỹ. Làm cái gì hay hay có? Dạ. Có cái gì hay không? Có. Hứa nha. Cột tay. À có cột... gì cột tay không chị? À. À cột tay. Rồi. Đây. Cột tay phải không? Ừ. Cái này là tao thấy hay lắm nè. Là cột tay thường là người ta sẽ thoát ra tự tháo rồi đó đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Hay lắm. Cái trò này hay nè. Ok. Rồi. Ok. Say. Say. Bum. Bum. Trời em anh. Hỗ trợ gì? Là gỡ ra giùm em, gỡ ra. Mẹ mày cột đá chi rồi biểu tao gỡ ra. Không anh gỡ cái này ra. À là đằng sau nó có một điều bất ngờ. Đúng rồi. À thưa quý vị, hãy hướng mắt về sân khấu. Đằng sau hai cánh tay bị trói kia chắc chắn sẽ có một điều bất ngờ. Chim tung bay hát trên ngàn bình minh, chân cô đơn áo phong sương hành trình, từ Bạc Liêu về tới Mỹ Tho, em đà ra chim tung bay hát trên cầu bình minh, chuông phong sương hát trên qua bình minh. Mày dư hơi lắm à. Con chim đó anh. Nói thiệt đi, có bệnh không? Nói thiệt có bệnh hay không? Không có làm như vậy. Mày khùng hả? Mày lấy ché người ta rồi mày làm con bướm, con chim gì ở đây? Mày khùng hả? Cái này ai làm không được, cái này cháu tao làm cũng được nữa. Bây giờ anh hỏi em một lần cuối, em có tiết mục nào hay hay không? Không thôi anh cho em về. Có, lần cuối. Quy cho nó cơ hội cuối không? Nếu mà em làm không hay, mỗi người trộn chiếc dép vô mặt em. 4,000 chiếc dép vô mặt em. Được chưa? Em đi làm tiết mục gì? Tiết mục. Có trợ diễn không? Có trợ diễn. Ok. Chị, giúp em, chị thương em, giúp em, trợ diễn cho em. Em đang nói gì vậy? Em nhờ chị giúp em. Em nhờ mà em nói cái kiểu đó hả? Trời đất ơi, chị thấy lạ lùng quá à. Em ơi, ăn ở mà chứ không trời trả báo liền á em. Em thấy chưa, hồi nãy em bậm trợn với chị lắm. Bây giờ đó em phải nhẹ nhàng với chị chứ em đâu có thể nói như vậy được em. Em phải nói làm sao với chị? Mày thấy quả báo nhãn tiền chưa? Nhanh quá, bị nhanh tới nhanh quá. Không ngờ. Chị, gửi chuyện. Phải vậy chứ. Vậy tao nói tiền mà ăn không kỹ là dễ ói ra lợi lắm. Mà nhanh ha anh. Nhanh thiệt luôn á. Tao thường kiếp này kiếp sau nhưng mà này kế bên. Không lẽ liền luôn, tao không ngờ luôn á chứ. Chị hỗ trợ em, sống chết với em tiết mục này. Rồi. Chị ơi. Làm gì? Dạ. Muốn bà làm gì? Bây giờ...
Đáng tiếc một gì em? Chặt người. Ê, tao trả tiền mày lại mày. Mẹ có 50 đô nó chặt tôi. Tao đâu có ngu mày. Sao kỳ vậy em? Sao có 50 mà đầu chặt đó? Dạ, dạ, vậy đổi. Đổi được không? Đổi. Người bay. Người chị bay. Người bay, chị bay hả? Đúng. Được không vậy? Chị bay như Thu Minh cho em. Chị bay. Rồi. Hỗ trợ em. Hỗ trợ em. Chị thương em. Rồi, được rồi. Vậy đi, bay đi chứ đừng chặt. Rồi bây giờ bà làm gì? Chị đứng lên. Lady and gentlemen, nếu như quý vị đã xem bộ phim Người Dơi, Người Dơi, thì ngày hôm nay tại sân khấu này sẽ là tiết mục Người Bay. Tiết mục bắt đầu. Tan 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 tan. Ủa chị ơi, chị làm gì vậy? Em lên bàn anh. Mày có cách nào mày làm lẹ hơn cho tao chứ, bà cái đít bà nặng quá mà lên không được. Tan 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 tan. Bà nằm trong cái gối ôm của mày ha. Trời đất ơi, từ đằng này tao nhìn ra bên kia tao thấy ở đâu quá trời, tao nói hai cặp dưa hấu cúng. Mày điên á, mày làm cái gì bên kia vậy? Không, em đang chuẩn bị anh giúp đỡ em. Hey! Bầm tan 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 tan. Police đâu rồi? Tao phải đưa mày về sở cảnh sát. Mày bị ma nhập. Không, không, đang vô tại anh Đường nó hay quá. Đúng không? Đúng. Nhưng mà có hay không? Có. Có hả? Có. Tàn, 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 tàn. Cái này mày qua tiệm giặt ủi đi, mày điên rồi. Mày đi, mày có làm hay không? Vô. Tao mở nhá. Tàn, 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 ác, ác. Tàn, 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 tàn. Má ơi, trời ơi. À... Trời ơi. Cái gì vậy? Anh ơi. Cái gì? Ăn tiền gì mà nó trùm cái khăn trắng này rồi nó để nảy chuối rồi nó đốt nhang. Em sợ quá. Không, chưa tới đoạn đốt nhang em. Chưa. Cái này ảo thuật thôi, đừng lo, đừng có nghĩ bậy. Không sao đâu cưng. Không sao, ở đây người ta làm hoài chứ không sao. Ăn tiền. Chưa cái gì đâu, ăn quá. Ráng đi cưng. Chị sợ. Ráng đi, ráng đi. Không sao, không sao. Không có chuối ở đây, không có chuối cưng. Không sao, bình tĩnh nha. Mày làm cho chị lo không à cái thằng này. Làm lại đàng hoàng, chuẩn bị. C. Tiết mục Người Bay. Tan 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 tan. Hey. Hey. Trời ơi, tao nhìn bên này tao nhìn không được má ơi. Trời ơi, chị ơi. Để xuống, để xuống, để xuống, để xuống. Trời ơi. Trời ơi. Má ơi, cái gì ở dưới vậy? Mẹ muốn gãy mẹ cái mắt kiến tao luôn thiệt, không muốn chết tao luôn. Trời ơi, một lát tối nay học ngu thiệt á chứ. Tiếp tục. Sao nó bị kẹt xe vậy? Thôi nghỉ mẹ đi. Nghỉ em ơi, nghỉ. Thấy gớm quá. Sao tự nhiên cái bụng nó lồi ra cái gì vậy? Tại nó gõ chỗ này em phải đưa lên chứ. Dạ tiết mục thôi miên sắc ướp. Mày phải chi mày lấy cái xác ra mày khiều mà nó vậy thì tao còn sợ mày đứa con mẹ này mày đụng đâu chỗ nào ở dơ chỗ đó. Có cái gì đâu mà coi. Khùng điên không ạ. À? Mất thời gian rồi. Mệt ghê vậy thiệt á. Mệt, em mệt. Em mệt quá. Em mệt chưa? Mệt. Mày cũng biết mệt nữa hả? Bây giờ vậy nè. Anh nghĩ là tụi em bây giờ là đừng có làm neo nữa, đừng có làm ảo thuật nữa. Tụi em làm em không có khiếu. Rồi em cũng không có biết tiếp khách đâu.
Yeah. Anh thấy từ nãy giờ tụi em có một cái này mà tụi em không phát hiện được. Anh nghĩ tụi em nên làm diễn viên điện ảnh. Ồ, diễn viên điện ảnh anh. Cái tài diễn xuất của tụi em quá giỏi. Từ hồi nãy giờ anh để ý cái đó là cái năng khiếu của tụi em. Anh sẽ giới thiệu em lên Hollywood. Bây giờ tụi em diễn thử cho em một cái trích đoạn nhỏ nữa thôi. Nếu anh thấy được, anh sẽ đưa thẳng em lên Hollywood đại lộ danh vọng. Trời ơi, từ đó em có biết đại lộ danh vọng không? Dạ, dạ biết chứ. Thấy hai chị em ở đại lộ Đông Tây thôi. Giờ mất. Đại lộ Đông Tây xe tải chạy qua không? Ừ. Còn đại lộ danh vọng là hoàn toàn là ngôi sao. Dạ. Tên của ngôi sao người ta khắc ở trên đó. Dạ. Dạ, dạ. Riêng hai đứa em, anh để riêng hai cái ngôi sao. Anh sẽ scan hai cái mặt của em, anh ịn lên cái ngôi sao đó. À, là cái mặt em dưới này hả? Đúng rồi, hàng ngày khách sẽ đi dẫm lên trên ngôi sao. Ê, trời ơi. Trời ơi. Hiểu không? Ghê vậy? Không phải, người ta dẫm lên nhưng anh sẽ làm một cái hệ thống ở dưới, anh để đèn led. Dẫm lên cái lú hai mặt em lên, dẫm lên cái nó lú hai mặt em lên. À, em sẽ nổi tiếng như những ngôi sao màn bạc. Trời ơi, đã quá. Bây giờ mình diễn một trích đoạn ngắn. Dạ. Tụi em có coi phim Mai chưa? Dạ có anh, có, phim có. Hay lắm. Biết cái đoạn cuối mà cái đoạn con Mai nó gặp lại thằng Sâu sau nhiều năm xa cách. Lúc đó là tình duyên gian dở, người yêu có gia đình rồi, dạ, nhớ có. Đoạn đó không? Nhớ, 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 nhớ. Diễn anh coi thử một đoạn đó, nếu được, hôm nay anh sẽ đưa tụi em lên thẳng Hollywood. Dạ, rồi, em diễn đoạn đó nha, hai đứa em diễn. Bắt đầu cho anh, khi mà anh nói bắt đầu thì em mới diễn được nha. Bắt đầu. Sâu. Khoan, khoan. Hả? Nãy chị ở dưới hỏi ai là Mai? Nữa mày dành nữa, thì tao con gái tao là Mai. Không, tại vì đáng lẽ là vô rồi mà chị hỏi là, bây giờ phải hỏi lời là ai là Mai? À, Jessica là Mai hả? Mày, em có chịu làm Mai không? Anh cho không? Em mày muốn làm gì mày làm. Tại vì tao thấy phim mà Mai mà mập quá thì cũng khó gặp lại. Ủa là anh nói em đó. À, không, không, ý anh nói là không, thôi bây giờ mình cứ thử đi. Coi là có đa dạng không tùy của em. Thì em cứ giữ vai sâu đi, chị vẫn là Mai okay, đi nha. Ok, không được là đổi lời. Đúng rồi. Chị vẫn là Mai ha. Ok, rồi, rồi. Thằng này nó hay kiếm chuyện ghê vậy đó. Ờ. Bớt hỏi lời. Rồi anh khi nào mà anh nói action này em làm nha. Rồi, chuẩn bị nè. À khoan, trước khi diễn tụi em đóng cho anh cái tiền lệ phí deposit khoảng mỗi đứa 10.000 đi. À đúng rồi. Không sao đâu, không sao đâu. Để anh ngoại giao một thời gian tí tụi em thắng anh còn đưa em lên đặt gặp đạo diễn. Dạ dạ em có 10.000. Rồi rất ơi. Có 10.000, em 10.000 nó 10.000. Ok ok. Rồi rồi cảm ơn hai đứa. Dạ. Để tiền đây. Rồi. Đó anh để đen sầu nè. Rồi. Chuẩn bị. Phân cảnh Mai và Sâu gặp lại. Dạ. Chuẩn bị. Action. Con Mai nó bón hả em? Dạ. Nó bị gì vậy? Dạ con Mai nó đi vô nó gặp Sâu mà nó phải e dè nhẹ nhàng á anh. Không, cái đó nó bị tật em ơi, không có. Mình buồn một cách bình thường thôi, em nhẹ nhàng thôi. Dạ dạ. Không có còn túm chân lại. Dạ dạ rồi, ok. Chuẩn bị. Action. Xem không kêu. Anh ơi con ma anh ơi. Anh ơi nói con ma. Anh ơi không có con ma vậy con ma. Anh Tụng nó siêu xanh giùm em. Thấy ghê quá. Nó lướt qua như con ma anh ơi. Em có thân dữ chưa? Không. Thân mà, thân ghê mà. Quá. Thương chưa? Mà. Chị ơi, chị diễn sinh khí lên, chị diễn âm trì quá. Ô vậy hả? Dạ rồi, ok. Cố lên nha chị. Đừng âm trì chị, 12 giờ đêm rồi. Rồi, rồi, rồi. Em bớt đi lại đi, anh thấy em đi, làm như em không hợp đi. À, rồi. Em bình thường rồi, nó phát hiện em luôn đi. Chuẩn bị. Action. Sâu. Hay. Cái gì vậy? Này đau thiệt anh ơi. Má sao thằng này nó ngu dữ vậy trời. Trời ơi. Anh ơi. Mai nó bán trái cây, nó bán watermelon. Nó bán dưa hấu anh ơi. Anh ơi. Cái gì cơ? Để kiếm cục đá một chỗ nó chết mẹ nó luôn. Em ơi, em phải bình tĩnh. Để mẹ mấy ngàn đô của em. Chị thương em. Bình tĩnh. Một lần. Một lần nữa. Sắp tới Hollywood rồi, sắp tới Hollywood rồi. Ráng con qua phờ, ráng đi phờ. Thương em. Ráng. Cố lên em. Em gì anh á. Bây giờ nè, hai đứa đứng gần lại đi, đừng chạy lại nữa. Mà sâu hồi nó té nữa. Hãy độn sát dụng trọng không rồi đụng nhau. Chuẩn bị nè. Thoại. Sâu. Mai. Em nói bình thường thôi. Mày nói chuyện người yêu hay nói chuyện với cảnh sát hay mà gì mà dữ vậy? Anh vô chính kịch kìa. Nhẹ nhẹ nhẹ, okay, nó cứ nhẹ thôi. Hai, ba. Sâu. Mai. Anh khỏe không? Anh khỏe. Còn em? Em khỏe. Anh em xin... cái này phim chứ đâu phải là cải lương. Mà sao? Cái gì mà dữ vậy em? Nặng quá hả? Nặng quá. Nhẹ nhàng lại. Nhẹ lại.
Tại nó phim phim lại nhé lỡ trời ơi khỏe không giá chứ khỏe đi rồi lại anh khỏe không đúng rồi anh khỏe anh xin lỗi Dĩ không có cười mặt không Dĩ không có cười mặt mai ghê quá bà nội mày mày tập trung vô cái thằng này lại nè lại diễn viên chuyên nghiệp lắm á cười em khỏe không em khỏe cái đó mày hỏi mẹ mày đi về hay không á mày điên quá mày tập trung nhẹ nhàng lại nhẹ thôi em nhẹ thôi anh xin lỗi anh đã có gia đình rồi anh ơi mày nói túi anh ơi anh ơi mày nói túi trời ơi anh ơi nó bị amidan hoặc là bao tử bị HB nó thúi gian trời cái miệng như cái cống anh ơi em ơi trời ơi không ai mà nói diễn viên bạn diễn mình trời vậy đúng thúi ê mày nói cái mặt mày thật quá có thiệt mày mất dạy bây giờ em ơi trong cái phim mình sao mà thúi được thúi không ai nhịn mình chuyên nghiệp mà ráng đi cưng ráng lên phờ mai sao em khỏe không em khỏe còn anh khỏe anh lỡ dập gia đình rồi anh xin lỗi anh lỡ có gia đình rồi nín lại quay qua kia anh ơi mệt quá anh ơi trời, nó đỡ em thúi hẳn em mệt anh ơi nó đỡ thúi hẳn trời ơi mấy tụi bay lướt qua cái đoạn này đi tới cái đoạn thằng tài xế ra mẹ tao định đóng vai tài xế nửa tiếng ngồi tao chưa ra đó cho tài xế ra đi anh ơi tài xế ra nè tao mệt quá mệt mai dạ anh xin lỗi anh đã có gia đình rồi tao ngầm tư em sao nó có cái tủn vậy xe cũ xe hư mà có cái tủn không kể táo nha plak đây là người yêu của em anh cần làm gì à bây giờ anh ra ngoài trước đi anh xách giỏ đồ của em nè điện thoại em để trong đây đó anh ra đi rồi một chút nữa em nói chuyện với bạn xong em ra ok nha Sâu Mai cảm ơn anh cảm ơn vì chuyện gì vì đã không đợi em mình nhỏ sau đôi ta lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời đã lỡ biết trước câu chuyện yêu không vui thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người này nhận nơi khác nhé đừng buồn ôi yêu thương ơi vì mình mang đến cho tôi hạnh phúc thật nhiều sẽ rồi anh mắt trông theo từ xa mong sao tháng năm mang tôi đi khỏi nỗi khắc khoải tiếc thương khi bỏ lỡ danh phận mệt không mệt quá em mệt quá rồi anh Jacob ơi xong rồi đó Jacob cái này ơi. Là cái ao luôn rồi anh Jacob ơi à bảy Jacob mà Jacob ơi Jacob đâu rồi Jacob em điện thoại đi alo à, để điện ủa cái giỏ hồi nãy chị kêu anh xách ra giùm chị rồi điện thoại chị đâu điện thoại nằm trống luôn á điện thoại em đâu gọi cho ảnh đi ý ảnh nhắn tin cho hai chị em mình nè ảnh nhắn gì vậy dễ thương vậy Jessica và Jennifer thân mến anh Jacob đây ý anh lịch sự vậy chị trời Phật thương đã cho anh gặp tụi em
Phật dạy dạng sự tùy duyên, nhưng tụi em gặp được anh chắc là nghiệp. Cảm ơn 10.000 đô của hai đứa. Anh hứa sẽ xài thật kỹ để không phụ lòng tụi em đã cực khổ kiếm ra nó. Ủa sao tiền mình mà anh xài chị? Là sao? Là sao? Khen ngợi Jennifer giùm anh. Nó đưa luôn cái giỏ với điện thoại, anh cảm ơn nhiều lắm. Dạo này kinh tế khó, có cái đó 3 tháng nay anh sẽ khỏe re. Nghe anh nói, tụi em diễn giỏi, nhưng anh diễn giỏi hơn. Chúc tụi em thành công trên nẻo đường sắp tới. Jacob thân. Không, em, chị bình tĩnh, không khóc, chị không gặp. Bình tĩnh. Em nghĩ là kịch bản thôi. Số nè, điện nè. Điện đi cưng, điện chảnh đi, không đến nỗi nào đâu. Tò te tít. The number you have dialed is not available at the moment. Please đừng gọi lại nữa. Jennifer. Jessica. Hai chị em mình bị lừa rồi. Mình nhỏ sau đôi ta lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến cả đời. Đã lỡ vì chưa câu chuyện yêu không vui. Thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người. Cảm ơn quý vị một lần nữa, một tràng pháo tay cho Lê Dương Bảo Lâm và nghệ sĩ Lê Giang. Đợt này là đợt đầu tiên là qua Mỹ mà ba chị em mình diễn chung tuồng đúng không? Dạ. Ok, bây giờ Lâm nói với mọi người đi là cảm xúc em mấy bữa nay làm sao? Dạ, cảm xúc nửa tháng nay của em là cứ dập dìu. Bởi vì lần đầu tiên qua Mỹ mà mấy anh chị rất là thương yêu em, cũng như là theo dõi series Jessica cũng như Jennifer với cuộc sống ê hề tại Mỹ. Dạ, ngày mốt thì em về rồi, rất là nhiều cảm xúc liên lưu. Thì khán giả cứ yêu cầu là thôi giấu bách bo của hai đứa đó đi, đừng cho hai tụi nó về, tụi nó về là không còn tiểu phẩm nữa. Dạ, nhưng mà em nói văng nước miếng. em nói, đứng xa xa chị đi. Dạ. Hồi nãy em nói chị miệng thúi vậy em văng. Dạ, cho nên cá sống nhờ nước, em sống nhờ bằng tình yêu thương của mọi người. Cho nên hy vọng là anh chị đây thương yêu em hoài hoài, để em có dịp sang đây để phục vụ anh chị, em xin hết ạ. Còn đây là lần đầu tiên mà chị Giang diễn với Lâm với em trên sân khấu. Thì nhiều năm rồi, 4 năm rồi, 5 năm rồi thì chị em mình mới trở lại đây. Thì cái cảm xúc chị bữa nay làm sao? Thật sự là Lê Giang cũng rất là vui và rất là mong để được gặp khán giả ở Cali này. Và hôm nay là tiết mục của ba chị em được khán giả rất là yêu thương, cười rất là nhiều. Lê Giang mong rằng khi mà ba chị em có lần sau có qua nữa thì mọi người cũng ủng hộ ba chị em như lần này ạ. Cảm ơn mọi người. Nhớ nha quý vị, nếu mà lần sau qua Trấn Thành làm kịch dài của Jennifer với lại Jessica luôn được không quý vị? Cười từ đầu tới đuôi luôn nha. Ok, ông Michael nhớ sau này năm sau làm nha. Ok, một lần nữa một tràng pháo tay cho Jessica and Jennifer. Quý vị ơi, bây giờ còn một người cuối cùng nữa thôi. Quý vị sẵn sàng quậy hết mình chưa? Đoạn này là chơi bung nóc nha. Người cuối cùng đêm nay thưa quý vị, mặc dù là á quân nhưng mà đây là một trong những rapper được anh em trong nghề rất là kính nể về tài năng và chất xám của bạn này. Và đây thực sự là một master trong giới rap. Và đây sẽ là nhân vật mang đến cho quý vị những phút giây sôi động cho đêm nay. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho 24K Ride. Mọi người ơi, mọi người đợi Ride lâu chưa? Người biết bay mà không được cánh 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 kia. Ay yo, put your hands up. Sau 27, sau 30 mà vẫn chưa lấy vợ. Mỗi lần nghe câu này là anh lại thấy sợ. Vẫn chưa kiếm được cô nào cùng lên phường làm giấy tờ. Đẹp dài đào hoa nhiều duyên chưa thấy nợ. Bạn đã bảo con lấy vẫn đi mà chặt tay ngay vài tỷ. Dây vàng tính bạc quê chỉ không tính bạc chỉ. Để tới năm sau thật chắc nội nó còn nhận lì xì. Mấy thằng bạn lại cùng sống vợ nó đang đẻ tí tí. Mẹ anh thì sợ con ế, mẹ kiếm vợ hộ con nhé. Mẹ hay đi chợ mỗi ngày, mẹ rất kiếp một con bé. Da trắng mặt xinh với trung tình chăm chỉ.
Bốn năm mới được đây bù đắp ra tài trăm tỷ. Từ họ hàng làng xóm đến bà con phố xa, ai cũng như kiểu muốn được kỳ thế anh làm bộ quà. Ai cũng hỏi người yêu đâu sao tay không dắt về nhà. Chỉ cần rap là con chỉ có là bắt đầu một bài ca. Không cần biết mày ra ngoài đường mày làm gì rồi. Nghệ với cả sĩ mình chỉ mày nổi. Vẫn phải quay về nhà khi chân mày mỏi. Đấy là lúc mày phải trả lời câu hỏi. Bao giờ lấy vợ? Sao mà chưa lấy vợ? Con chờ gì nữa mà chưa lấy vợ? Con ơi là con, bao giờ lấy vợ? Bao giờ lấy vợ? Sao mà chưa lấy vợ? Việc của mày năm nay là lấy vợ. Con ơi là con, bao giờ lấy vợ? Năm nay có bao nhiêu người bị hỏi câu này rồi ạ? Này, mẹ hỏi thật nhé. Mọi người hát cùng Rai nhá. Đừng ai hỏi anh chuyện lấy vợ. Gì ạ? Đừng ai hỏi anh chuyện lấy vợ. Đẹp trai mà sao chưa lấy vợ? Anh như nào nhờ? Anh vẫn chưa thể lấy vợ. Vợ anh chưa lấy nên vì vậy anh chưa lớn. Ai cũng nghĩ thế nên nó trở thành xu hướng. Anh không chỉ lấy kế hoạch để viết về khúc ca tình. Lập gia đình cũng phải kế hoạch. Kế hoạch qua gia đình. Tại sao tất cả mấy ông anh đều bảo vợ sớm làm gì? Trong khi tất cả mấy bà cô ta nói đi trốn thật kỳ. Thằng bạn ấy ghê và cái mặt nó lấp lì. Nhưng khi nói chuyện điện thoại với vợ thì giọng nó thật thì nhiều khoản anh ta nên tài khoản anh nhiều. Như làm chồng làm bố làm nhạc đơn giản hơn nhiều. Thằng trẻ con ở bên trong bảo hay là liều một phép. Người đàn ông ở bên trong bảo sao mày hiểu được man. Rap star của cái thành phố này thì Rai vẫn làm. Người trên con sóng Rai vẫn đang dẫn đoàn. Anh gọi bố bao giờ là lúc đeo nhẫn vàng. Bao giờ biết xin lỗi khi con có lỗi thì mày phải sẵn sàng. Không cần biết mày ra ngoài đường mày làm gì rồi. Nghệ với cả sĩ mày chỉ mày nổi. Vẫn phải quay về nhà khi chân mày mỏi. Đấy là lúc mày phải trả lời cơ. Bao giờ lấy vợ? Sao mà chưa lấy vợ? Con chờ gì nữa mà chưa lấy vợ? Con này là con, bao giờ lấy vợ? Bao giờ lấy vợ? Sao mà chưa lấy vợ? Việc của mày năm nay là lấy vợ. Con này là con, bao giờ lấy vợ? Bao giờ lấy vợ ạ? Con này là con, bao giờ lấy vợ? Ôi con này là con, bao giờ lấy vợ? Mình nhỏ sau đôi ta lại chẳng xuất. Cái đoạn này mới. Trời đất ơi, ai bỏ nhạc như bỏ bơm vậy bà? Quý vị ơi, một tràng pháo tay cho 24K rồi. Bà vừa đòi súng chưa? Làm cái nữa nha. Bây giờ đề nghị đứng dậy hết quý vị ơi. Tới giờ chơi quậy rồi, đứng dậy hết. Có bài nào chung súng ao nên ngon lành nè. Em có một bài này cực kỳ cháy. Cháy nhá. Bài hát này có tên là Từ A đến Z, ai biết bài này ạ? Đứng dậy hết giờ, mang em mời toàn thể nghệ sĩ ra sân khấu nhảy với lại 24K Ride bài này luôn. Đứng dậy quý vị ơi. Chơi cho nó sung nè quý vị ơi, club luôn, clubbing. Anh em ra anh em ơi. Ê, ai thuộc thì hát cùng Rai được không ạ? Nhảy nha quý vị ơi. Gì chứ? Tỏ đưa lên. Gì chứ? A, N an toàn là bạn. Anh thấy ai cái xung quanh ta là bạn. A, đây là tôi có phản ngơn mỗi khi thấy anh họ. A, B, B là bạn thân ơi. Sẽ là chuyển khoản cho tài khoản nhân đôi này. Chân ta lên kèo để làm dân chơi nên. E là em đôi baby. Nhìn sâu đẹp như make me crazy. Em phải đẩy vợ anh nói là baby. Girl cho go bóp phim chơi đang thi. Ha, man I'm from the hood. Đầy hát sâu trong mọi giờ phút. Y là im lặng là vàng. Im lặng và làm đàn nào từ A đến Z. Z để anh lo hết. Yêu hay là get. I'm still the best. Từ A đến Z. Anh là alpha. Best để anh lo hết. Từ A đến Z. Đến tiếng anh cười nhẹ răng bề trầm anh người này ở là cho lòng biên lung linh là lên luôn à, còn nữa là cho mama con sẽ cố kiếm về thêm nương. Nếu không trèo được nên nó này thì cũng cây được nên nương. Em nói là em tại sao mắt anh lại đỏ thì p anh nói là phở hai trời nóng anh vẫn heo phở quy nhạc lên là quay tôi thứ bảy người có bằng thứ này bro là ai giờ cả thành phố đều biết đây là anh và chơi đi ok đến Z để anh nói hết. Yêu hay là ghét, I'm still the best. Từ A đến Z, hay là alpha, best. Để anh lo
that boarding for winning. All I do is winning. Nếu anh mà thích mic này, nghĩa là tình yêu tặng cho kích thích. Anh có tê tê, nghĩa là anh có thích thích. Anh không phải chim, anh không chích chích. Đầu dê dê, bởi vì nó mình thích giấc. Đọc kỹ lyric thì trông một thích mắt. Đây giờ không ai nhận ra có chữ gì sau đó. Sao đã chơi giấc. Quý vị ơi, một bài nữa nha, một bài nữa nha. Chơi luôn, chơi luôn. Ờ, beat đâu nhá. Cho tôi con beat, beat, mà siêu hơn beat, beat. Từ A đến Z, Z, để anh lo hết. Yêu hay là get, get, I still the best, best. Từ A đến Z, Z, em là alpha, best, best. Để anh lo hết, hết. Từ A đến 3, 2, 1, let's go. La 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 la. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Một trăm vỗ tay cho 24K Roy. Yeah. Quý vị ơi, quý vị là những khán giả vô cùng tuyệt vời. Thanks for coming to the Galaxy Show. Xin cho phép chúng ta giới thiệu lại một lần nữa tất cả anh em đã tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Tez, Nhật Thủy, Tùng Anh, Ali Hoàng Dương, Double 2T, 24K Rai, Jessica Lê Dương Bảo Lâm, Jennifer Lê Giang, Pháp Kiều, Vương Khang, Trân Thần và Harry White. Cảm ơn khán giả Kali, I love you. Và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất nha. I love you. Nhạc lên anh em ơi.